lâu lắm rồi mình mới lại làm video. Hôm nay thì mình sẽ nói về những cái mà mình không thích ở New Zealand. Mặc dù là nó là một cái quốc gia cũng gọi là đáng sống, nhưng mà lúc nào nó cũng sẽ có hai mặt, mặt tích cực, mặt tiêu cực. Và mình sẽ nói về một cái số nhược điểm mà mình không có thích ở New Zealand. Thì đầu tiên đó là New Zealand nó thiên về thiên nhiên nhiều. Và các bạn nào mà sống quen ở những cái thành phố lớn rồi á, các bạn khi mà sang đây sẽ thấy rất là buồn. Như mình nói ở những cái video trước á, ở đây nó kiểu rất là nông thôn, nhất là những cái thành phố nhỏ. Mà không phải chỉ thành phố nhỏ đâu, mà dù ví dụ như là ở Wellington hay là Auckland là thành phố lớn đi, nhưng mà sau khoảng 5 giờ chiều thì các bạn cũng sẽ thấy nó rất là buồn luôn á. Không có nhiều cái chỗ ăn chơi đâu. Và những cái con đường á, như Queen Street á, là giống như là cái con đường mấy cái con đường huyết mạch ở ngoài Sài Gòn mình gì đó. Thì những cái con đường đó nó có những cái quán bar rồi quán ăn nhiều này nọ, thì mình sẽ thấy nó còn có vẻ như là sôi động một chút xíu. Phần còn lại thì hoàn toàn là rất là buồn. Những cái công viên này nọ các bạn cũng, khi mà các bạn đi bộ các bạn cũng sẽ thấy là dịch rồi chim rồi ngỗng rồi nó đi bộ vòng vòng nó, thì nó giống như là nông thôn ở miền quê một chút xíu, chứ nó không có giống ở nó không hề giống New York hay là Melbourne, Sydney. Ở New Zealand thì đa số hầu hết các thành phố đều như vậy hết. Buổi tối á, mà bạn nào mà đói bụng bây giờ ở Sài Gòn đi, mà coi là sáng đêm đúng không, khi mình về Việt Nam á, mình cũng bị quen cái thói á, là 7-8 giờ là mình không hề muốn ra đường nữa, tại vì trong đầu mình nó bị ám ảnh là giờ đó ra đường làm cái gì nữa, tối rồi. Ở đây thì nếu mà bạn đói ban đêm á, thì chỉ có KFC đóng cửa khoảng 10 giờ 11 giờ. McDonald's thì sẽ là có những chỗ nó cũng sẽ đóng cửa sớm, nhưng mà thường là 24 giờ thì có McDonald's nè, có Burger King nè. Đó. Thì những cái đó ăn thì đâu có kiểu mình ăn một ngày hai ngày thôi, chứ mà kiểu để ăn một tuần, hai tuần ha, ăn dài dài thì sẽ ăn không có nổi đâu. Bia rượu đi. Như mình ở Sài Gòn mình ra Bùi Viện mình thấy thâu đêm luôn đúng không? Kiểu như là 10 giờ thì bắt đầu mới là Sài Gòn mới bắt đầu là sống về đêm á. Còn ở đây sẽ không có chuyện đó đâu. Khi mà bạn đi uống bia thì nói với bạn bè sẽ không có những cái chỗ, cái quán nhậu như vậy. Hoặc là thường thì người ta sẽ, mình thấy mấy bạn Việt Nam thì hay đem về nhà nhậu, chứ ít có khi nào mà đi ra hàng quán hay nọ lắm. Tại vì cái dịch vụ bên này nó cũng không có tốt lắm. Và khi mà người ta thấy bạn có dấu hiệu say xỉn rồi thì người ta sẽ ngừng phục vụ, người ta sẽ không bán rượu bia cho bạn nữa. Và rượu bia ở đây cũng rất là mắc luôn á, cho nên là để mà uống mà say xỉn quắc cần câu như Việt Nam mình là rất là ít. À, bị nghiện thuốc lá sang đây sẽ hơi bị tốn kém một chút xíu, vì một gói thuốc lá 10 hay là 20 gói, 20 điếu thôi. Thì một gói thuốc lá như vậy á sẽ khoảng tầm 20 đô. 20 đô là khoảng 300 ngàn tiền Việt Nam mình đó. Đó là cái gói sẵn nha, còn đa số là phải mua đầu lọc riêng nè, rồi giấy gói riêng nè, rồi một cái bao thuốc lá riêng, xong rồi về rồi tự quấn lại vậy đó. Mà ở đây đa số mình thấy là phụ nữ hút thuốc nhiều hơn đàn ông nữa. Nên là bạn nào mà hút thuốc lá thì có thể là mình, nếu mà mình muốn tiết kiệm thì các bạn nên cai thuốc lá trước khi mà sang đây đi, để mình đỡ tốn kém. Tại vì khi mà các bạn đi qua hải quan á, các bạn cũng không có được đem thuốc lá nhiều đâu, hình như là nó tính theo điếu hay sao á, hình như là mấy 20 điếu gì đó mình không nhớ nữa, nhưng mà mình không có được đem thuốc lá nhiều. Mình mua sắm ở New Zealand thì tại vì nó ở gần Nam Cực mà nó là một cái đảo riêng đúng không, cho nên những cái hàng hóa mà khi mà nhập khẩu qua New Zealand nó thường thì cái phí, cái giá của nó sẽ cao hơn những cái nước khác. Như là Úc á, thì bán đồ này nọ cũng rẻ hơn New Zealand nhiều luôn á. Bên này thì bán đồ hơi bị mắc á, nhưng như là những cái đồ nhập khẩu càng xa thì lại càng mắc. Những cái đồ nên mình khi mà mình sử dụng á, thì mình luôn luôn là mình chủ yếu là mình sử dụng những cái hàng nào mà made in New Zealand á, thì nó sẽ rẻ hơn. Như dầu gội, sữa tắm này nọ, nếu mà mình dùng đồ ở đây á, sẽ rẻ hơn là đồ ở những nước khác. Và xăng
Các bạn nói là xăng ở Việt Nam mắc, nhưng mà ra xăng ở đây còn mắc hơn nữa. Một lít á, thì nó sẽ hôm ngày hôm qua mình mới đi đổ xăng thì một lít xăng là 2 đô 2, 2 đô 20 sen thì khoảng 35.000 một lít xăng đó. Các bạn so sánh, tự so sánh ở Việt Nam đi ha. Và khó chịu nhất là khi mà mình có cái gì ở trong nhà mình mà nó bị hư á, như là nước bị rò rỉ hay là nước bình nước nóng bị hư, điện đụng gì đó bị hư á, thì khi mà mình gọi điện thoại để người ta tới sửa thì người ta không có tới liền đâu. Thường là mình phải đặt lịch hẹn. Nhưng mình có vấn đề về cái đèn ở ngoài á, thì mình gọi từ tuần trước tới bây giờ luôn mà cũng chưa có ai tới sửa hết. Thường phải booking trước, người ta sẽ đặt lịch hẹn rồi đặt giờ tới. Mà ở đây á, thì cái phí sửa rất là cao luôn á, 1 giờ sẽ là 60 đô. 60 đô. Ừ. 1 giờ làm việc á. Đó là chưa tính những cái đồ mà người ta thay này nọ thì người ta sẽ tính riêng, và phải đặt hẹn trước, mà hẹn cả tuần cả tháng nào cũng chưa thấy nữa. Nên là bạn nào mà sang đây mà học mấy cái nghề điện đùng này nọ thì chắc chắn là các bạn sẽ có việc. Cái đồ mà hư giống như là ở Việt Nam mình cái gì cũng sửa được đúng không? Nồi cơm điện hay là microwave hay là máy móc gì đó, mấy cái đồ gia dụng mà mình bị hư á, mình có thể đem ra ngoài tiệm mình sửa thì giá nó không có bao nhiêu hết. Mà đa số bên này á thì mua cái mới nó sẽ tốt hơn là mình đem đồ đi sửa, tại vì cái phí sửa chữa rất là cao. Và mà không phải các bạn muốn đem cái đồ đó hư, ví dụ mình có cái quạt máy nó bị hư đi, không phải các bạn đem đi quăng là các bạn quăng đâu, các bạn phải đem ra ngoài landfill á, là cái chỗ mà để bỏ những cái đồ phế liệu ở đó, bạn đem ra đó bạn phải trả tiền để mà bỏ cái đồ món đồ đó đi, chứ không phải là bạn muốn bỏ là bỏ. Là tủ lạnh hư hay là máy giặt hư gì đó mà bạn cứ đem ra ngoài đường quăng hay là gì đó là được, các bạn phải đem tới cái landfill là một cái chỗ tập trung những cái rác phế thải đó đó. Bạn phải trả tiền cho người ta để người ta lấy cái rác của bạn. Một căn nhà 2 phòng ở một thành phố nhỏ nha thì nó sẽ khoảng 400.000 đô. 400.000 đô là bao nhiêu ta? Để mình tính thử. 6 tỷ, 6 tỷ rưỡi. Một căn nhà 2 phòng nó sẽ khoảng 6 tỷ rưỡi. Còn các bạn thuê nhà thì là thuê nhà cũng vậy. Thì cũng phải trả khoảng 350 đô một tuần cho căn nhà 2 phòng. Mà ở đây á, không phải là thuê nhà là mình đi thuê nhà đâu. Thuê nhà á, mình phải cạnh tranh với nhiều người. Xong rồi cái thường á, thì mình sẽ thông qua cái công ty môi giới để mình thuê nhà lại, chứ mình ít khi nào mà mình gặp trực tiếp chủ, mình ít khi nào được biết chủ lắm. Thường là sẽ là thông qua cái công ty môi giới, và mình phải trả tiền phí cho công ty môi giới, và người ta cũng sẽ xem xét coi là mình có con nít hay không, rồi nhà 2 phòng là bao nhiêu người ở. Ví dụ như là 2 vợ chồng và 2 đứa con đi thì phải ở ít nhất là nhà có 3 phòng ngủ. Còn 3 người thì cũng phải mướn nhà ít nhất là 2 phòng ngủ thì người ta mới cho mình thuê. Rồi phải xem là bạn có hợp đồng lao động hay không, rồi visa như thế nào, và phải có thư giới thiệu của cái người mà có uy tín á. Chúng mà rất là phức tạp luôn á, khi mà đi thuê nhà thì phải người ta hỏi rất là nhiều thứ, và người ta cũng xem thêm là cái lương của mình mỗi tuần nó có đủ để mình trang trải, mình trả cái chi phí đó hay không. Và cuối cùng là về cái vấn đề cắt tóc. Cắt tóc ở đây khá là mắc, và khi mà mình đi cắt tóc, như ví dụ như mình ở Việt Nam mình đi cắt tóc thì mình chỉ cần ra ngoài cái tiệm cắt tóc thì mình ngồi mình chờ tới lượt mình cắt thôi đúng không, rồi khách hàng là thượng đế đúng không. Còn không, mà ở đây khi mà các bạn muốn cắt tóc thì các bạn phải gọi điện thoại ra ngoài chỗ tiệm tiệm cắt tóc, các bạn phải booking trước xem là ngày nào người ta rảnh, ngày nào người ta còn lịch trống thì mình sẽ booking vô đúng cái giờ đó mình phải tới. Mình tới trễ là mình sẽ bị mất lượt, và mình sẽ để cho người khác, người khác sẽ vô là mình phải chờ, hoặc là nhiều khi là mình phải quay về để mình gọi lại cho một ngày khác nữa. Và cắt tóc ở đây rất là mắc, khi như cái đầu của mình cắt mình thường mình đi cắt tóc là cắt ngắn nó giá khác nha, còn cắt tóc dài sẽ giá khác. Mình cắt cái đầu mình là 40 đô khoảng 600 ngàn, còn tóc dài á, thì sẽ là dao động từ 45 50 đô gì đó đó. Đây tóc ngắn thì rẻ hơn. Còn và thường á, mình khi mà mình đi cắt tóc á, thì mình nghĩ là ồ mình muốn thay đổi một chút xíu này nọ, mình muốn thay đổi kiểu tóc này kiểu tóc kia, thì khi mà các bạn thay đổi kiểu tóc á, thì người ta sẽ tính giá khác nữa.
Có nghĩa là khi mà mình ra mình cắt tóc kiểu cũ đó, mình nói là mình muốn cắt cho nó gọn gàng, mình kiểu mình cắt y như vậy, mình cắt ngắn hơn thì người ta sẽ tính 40 đô. Còn khi mà mình muốn cắt kiểu khác á, mình đưa người ta sang cái kiểu á, thì người ta tính giá khác, nó sẽ là 60 đô một lần, gọi là restyle, cắt kiểu khác cho bạn, kiểu như thiết kế kiểu tóc khác cho bạn, cắt kiểu tóc khác cho bạn thì nó sẽ tính giá khác. Và hầu như mỗi lần mình đem cái kiểu tóc mới ra, mình thích là mình thích kiểu tóc này kiểu tóc kia gì đó, mình search trên Instagram á hoặc là trên Pinterest á, mình search xong mình nói à tôi muốn kiểu tóc như vậy 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 đúng không, xong cái mà không bao giờ luôn nha, không bao giờ, 10 lần là đủ 10 lần là không bao giờ cắt ra được cái kiểu tóc mình muốn hết á. Mà lúc nào mình cũng bị chẹt tiền hơn á. Những lần sau mình rút kinh nghiệm, mình ra mình nói thôi mình chỉ muốn đơn giản, cắt ngắn hơn, simple, y chang vậy, cắt ngắn hơn. Mặc dù mình nói là mình muốn cắt y chang như vậy nha, nhưng mà không lần nào người ta cắt ra y chang vậy hết á. Nên một kiểu như giờ thôi kệ, muốn cắt sao cắt luôn. Mà mình đi không phải là một chỗ đâu, chỗ nào hầu như người ta cũng như vậy hết đó. Những cái chỗ mà cắt tóc Trung Quốc thì nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà cái thành phố chỗ mình ở thì không có một cái tiệm cắt tóc Trung Quốc nào hết đó, toàn là tay cắt không à. Kiểu tóc này đó, 40 đô, hôm nay nó dài ra rồi. Bữa trước kiểu như một thời gian dài luôn mình không làm video, là tại vì cái tóc mình nó bị cắt hư á. Bởi vì chứ mình nói là cắt ngang tới cằm đúng không? Xong dễ thương lắm, cắt xong tới cằm ha. Cái người ta bắt đầu xịt tóc lên, xịt cho ướt cái đầu mình lên. Xong đó bắt đầu căng đo đủ thứ hết rồi. Cái đo cắt đo tới cằm này nè. Cắt bụp một cái xong một hồi sấy lên nó ra tới mang tay luôn vậy nè. Trời ơi, lúc đó mình đi làm á mà mình kiểu như bị mọi người á cười. Trời ơi, cười mà ngày nào cũng cười luôn á, kiểu nói hổng mày đi làm mà mày gọi mày đổi nón mày chi vậy, không biết nữa, đúng rồi, xấu hổ lắm luôn á. Mà mình không có dám xuất hiện trên một cái video nào hết á. Bây giờ mình đợi bây giờ nó đã dài ra được chút xíu rồi nè, để mình sẽ nuôi nó dài ra hơn. Đó. Mấy lần mình tự cắt máy ghê quá, bây giờ mình sẽ để luôn máy dài nó coi như thế nào. Cái mình nói đến đây thôi, video này mình hình như nó cũng hơi dài rồi đó. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Hôm nay là đầu xuân rồi, mình định là hôm nay mình sẽ đi vòng vòng để mình quay cái hoa sakura đó, hoa anh đào á, cho bạn xem. Mà tự hôm nay xui quá, hôm nay ngày nghỉ mà bị mưa quá trời mưa luôn, hoa anh đào cũng tả tơ hết trơn, thấy ghê quá, nhìn sơ sát quá, thôi nên mình không quay. Để mình xem ngày nào nắng nắng đẹp đẹp mình sẽ quay cho các bạn xem xung quanh thành phố ha. Okay, bye bye các bạn nha.